Các nhà vườn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang tấp nập bước vào mùa vụ mới dưỡng mai sau Tết Quý Mão 2023. Một trong những điểm nóng dưỡng mai sau Tết phải kể tới là huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh. Theo các nghệ nhân chuyên trồng mai thì việc chăm sóc cây mai ngay sau những ngày Tết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của cây và quyết định cho việc ra hoa cho cả mùa Tết năm sau. Do đó, thời điểm này, nhiều nhà vườn trồng mai ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tất bật vào vụ. Hiện tại nay mùng 9 thì vườn cũng đang trên công việc là thu hu cây về và đang cắt tỉa để mà chuẩn bị cho cái vụ mùa mới. Trên địa bàn xã Như Bình hiện nay có khoảng trên 20 hộ trồng mai. Có cái nhiều kinh năm kinh nghiệm cộng với việc tập quấn khoa học kỹ thuật các hộ trồng mai cũng đang chăm sóc lại các góc mai và hứa hẹn cho cái mùa bội thu của Tết năm sau. Thông thường bắt đầu từ sau mùng 8 tháng Giêng âm lịch, người dân, doanh nghiệp sẽ rụt rịch chuyển mai đến các nhà vườn chăm sóc, chuẩn bị cho mùa chân Tết năm sau. Theo đó, giá nhận dưỡng mai mỗi năm dao động từ 30-50% đến 50 giá trị cây mai. Chẳng hạn, loại mai nhỏ, ít tuổi, giá nhận dưỡng từ vài trăm ngàn đồng tới vài triệu đồng ngược lại, mai có giá từ 20 đến 30 triệu đồng một gốc thì công chăm sóc dưỡng mai ở mức từ 5 đến 15 triệu đồng. Trường hợp mai bị chết, không bung nụ, trổ hoa không đúng thời điểm, mai xuống sắc, nhà vườn sẽ có chính sách đền bù theo thỏa thuận với khách hàng. Thứ nhất là bấm cành, cái thứ hai nữa là mình vô phân, phân thuốc rồi các bước rồi để lại cái cây cho nó nó sinh trưởng nó tốt tươi thì cũng uh, hy vọng một cái năm mới uh, thì bà con chúng tôi sẽ uh, cố gắng thế làm uh, nó có hiệu quả hơn rồi bội thu năm sau là mình phải cắt tỉa tàn thu tàn lại thay phân đó thay chất trồng chất trồng mà còn xốp tươi xốp thì mình không thay mình chỉ cắt tàn đôn tàn thôi là đủ công việc không đơn giản song việc chăm sóc mai cho mùa vụ mới đem lại cho các chủ vườn một khoản thu nhập đáng kể và tạo việc làm cho một số lao động phổ thông tại địa phương tuy nhiên không phải chủ vườn nào cũng hào hứng nhận chăm sóc dưỡng mai bởi loại cây này phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết cũng như dễ sâu bệnh các nhà vườn phải học tập kinh nghiệm kỹ thuật trồng mai sau tết mới có được vụ mùa thắng lợi cho năm sau